Vâng, Tiêu Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tiêu Đô. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục thực hiện những clip ngày hôm nay, quý vị và các bạn chúng ta thấy rằng bên trung tâm đang test với chất âm của một cặp kèn dưới cái model của kèn là chạy một cái củ từ 222 cu 100, củ của mã này là 2445H trước khi để gửi tới cho anh Võ Đại Hùng, anh có địa chỉ thuộc tỉnh Đà Nẵng, đã tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm của Tiêu Đô. Số sản phẩm là một cặp kèn với đường kính của miệng là 80 x 80. Số tiền thì anh đã chuyển cho bên trung tâm 100%. Tiêu Đô xin chân thành cảm ơn. Và trước khi gửi tới cho anh thì Tiêu Đô cũng thực hiện test lại một bản nhạc để cho cặp kèn này được kiểm tra, được hoạt động một cách bình thường trước khi để chuyển tới cho anh. Và Tiêu Đô xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm của Tiêu Đô. Cặp kèn này có miệng ở phía trước là miệng rộng 80 x 80 và chiều sâu đuổi từ phía trước ra phía sau đó là 1m1. Trọng lượng của cặp kèn này nó nặng của một cặp nó cũng tương đương khoảng 90 cân. Đấy, khoảng 90 cân. Và mọi nhu cầu về mua sắm những dòng sản phẩm của Mỹ, những sản phẩm kèn rời hoặc là những quả súp điện đơn bát 50 hoặc những quả súp hơi bát 50 hoặc những cặp loa phun đôi phun đơn, dòng loa cao cấp cũng như những dòng loa phun đơn. Quý vị anh chị chúng ta quan tâm những sản phẩm nào thì chúng ta xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tiêu Đô theo số điện thoại đã ghi trên tấm biển đây để được tư vấn thêm. Hoặc chúng ta cũng có thể kết nối với Zalo của điện thoại bên trung tâm của Tiêu Đô để được cung cấp thêm cái hình ảnh để chúng ta xem chi tiết về những cái dòng sản phẩm bãi được tuyển chọn mà bên trung tâm của Tiêu Đô đang sở hữu, quý vị anh chị nhé. Và vừa rồi thì chúng ta vừa nghe một bản nhạc do cái cặp kèn này nó thực hiện. Thì trước khi là gửi nó lên đường thì Tiêu Đô cũng luôn luôn lúc nào cũng làm những cái video test lại để những người đã tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm của Tiêu Đô được kiểm nghiệm là được hoạt động một cách bình thường. Với những cái cặp kèn to như này thì chúng ta vừa chơi mà vừa là được trưng bày cho một cái phòng khách của gia đình chúng ta, nó rất là hay. Vâng, mọi chi tiết chúng quý vị và các bạn chúng ta quan tâm sản phẩm nào thì xin hãy liên hệ với trung tâm của Tiêu Đô. Và bây giờ thì Tiêu Đô xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip sau.